chéo bạn, một sản phẩm của Shell, một loại dầu động cơ cũng đồng thời là một loại dầu thủy lực. Người ta hay gọi nó là dầu lửa tính. Thì mình sẽ giới thiệu về cho các bạn về cái sản phẩm của Shell Remula R310W kép. Nó được làm bằng công nghệ Dynamic Protection. Nó giúp luôn cho động cơ luôn được làm sạch, cũng như là bảo vệ piston tốt hơn, cũng như là chống cặn. Thì một số cái tính năng và ứng dụng của dầu này như sau. Thứ nhất là nó được làm bằng khuyến cáo và khuyến nghị của các cái nhà sản xuất thiết bị gốc là ODM. Thứ hai là tiêu chuẩn về độ sạch piston rất là cao. Thứ ba là ít mài mòn động cơ và tuổi thọ các cái chi tiết cao. Thì về ứng dụng thì nó được dùng cho các cái loại dầu động cơ trong các cái xe tải, xe bus và xe nâng và xe xúc. Và về công nghiệp thì nó được dùng cho các cái hệ thống truyền động, các cái hệ thống thủy lực của các cái máy công nghiệp. Về các thiết bị tĩnh thì nó dùng cho một số thiết bị tĩnh như là bơm, quạt hoạt động trong cái môi trường điều kiện ổn định. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về cái dầu Shell Remula R310W cho bạn. Các bạn có câu hỏi gì có thể đặt dưới phần comment giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau.